một điều luật do nhà nước ban hành. Tôi, với tất cả sự hiểu biết và lương tâm ngay thẳng, có được bất tuân không? Câu trả lời là có. Bởi vì, như giáo lý Hội Thánh Công giáo khẳng định, không một hệ thống chính trị hay pháp lý nào có thể tuyên bố rằng mình mang tính ràng buộc tối thượng. Trách nhiệm của lương tâm cá nhân thì vượt trên quyền lực chính trị. Điều này có ý nói rằng, những điều luật phải tôn trọng con người, cũng như phải phù hợp với những đòi hỏi luân lý của một lý trí ngay thẳng. Do đó, nếu chính quyền ban hành những luật lệ không phù hợp với chuẩn mực luân lý khách quan, hay còn gọi là luật tự nhiên, và không phù hợp với công ích, thì luật ấy trở thành bất nhân. Khi đó, người dân không bị buộc phải tuân theo quy định nếu xét thấy điều đó trái với trật tự luân lý, trái với nhân quyền. Phản đối theo lương tâm là một nghĩa vụ luân lý vì chúng ta buộc phải từ chối khi được kêu gọi cộng tác vào những hành vi xấu về mặt luân lý. Hơn nữa, phản đối theo lương tâm còn là một quyền lợi căn bản của con người. Không ai bị buộc phải làm điều gì hoàn toàn trái với những xác tín căn bản của mình. Quyền này cần được bảo vệ bởi pháp luật, tức là người dân không phải chịu bất kỳ hình phạt pháp định hay những hậu quả tiêu cực về tài chính, nghề nghiệp, kỷ luật. Tuy nhiên, sự phản đối chỉ thị của chính quyền không có nghĩa là chúng ta có thể nhân danh lương tâm mà phản đối một cách tùy tiện. Chúng ta cần có những hiểu biết nhất định về luật luân lý tự nhiên, nhân quyền phổ quát và công ích. Tóm lại, chúng ta được phản kháng những quy định của chính quyền nếu xét thấy chúng bất nhân theo những chuẩn mực luân lý khách quan. Cách thức phản kháng này có thể là thụ động hoặc chủ động. Và quyền phản kháng này là một quyền lợi căn bản của mỗi người mà chính quyền cũng như những người khác phải tôn trọng.